Em gái vừa phơi quần đi vào nhà và cái kết bất ngờ. Như vậy là tại một dãy trọ và chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Rồi, ánh đèn thấp thó rồi. Như vậy là một thanh niên đi xe máy. Bạn đã dừng trước một cửa nhà trọ rồi, làm gì đây? Rồi. Vâng, như vậy là thanh niên đã đưa tay và lấy cái quần rồi. Rồi, em đây rồi ạ. Vâng. Liệu em có thể lấy cái quần của mình hay không? Rất nhanh đúng không ạ? Một thanh niên đấy phi thẳng xe máy vào trong dãy trọ, sau đó đã ngay lập tức lấy một chiếc quần của một em gái. Mặc dù em gái phản ứng cực nhanh và chạy ra, nhưng mà có lẽ là đã quá muộn. Chiếc quần của em đã phải đi theo thanh niên vừa rồi. Chắc là nó dính đâu rồi, nó thấy em xinh gái rồi phơi quần đấy, cho nên là nó đã bàn nó lấy đây. Cho nên là chị em phụ nữ chúng ta phơi quần áo phải phơi chỗ nào kín kín nha, để những chỗ như thế này thì có lẽ là mất lúc nào không hay. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Câu Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.